Thưa quý vị, vừa qua thì Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 45 năm tình hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ với những màn trình diễn đặc sắc. Sự kiện được tổ chức nhân chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh của Đại tướng Tiến sĩ Vijay Kumar Singh, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ và 25 năm thiết lập đối thoại ASEAN-Ấn Độ, mang tên Maitri, có nghĩa là tình bạn. Chương trình biểu diễn nghệ thuật do Đại sứ quán Ấn Độ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của các thành viên chủ chốt của cộng đồng Ấn Độ tại Việt Nam. Tại sự kiện, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kumar Singh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã cùng thực hiện nghi lễ thắp đèn truyền thống của Ấn Độ. Trong đêm diễn, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn lôi cuốn của đoàn múa Ấn Độ do bậc thầy Jayarama Rao dẫn đầu, với sự kết hợp của 4 điệu múa cổ truyền Ấn Độ. Tiếp theo là màn biểu diễn kết hợp của dàn nhạc giao hưởng quân đội Ấn Độ và dàn nhạc dân tộc Nhà hát ca múa nhạc quân đội Việt Nam với các tiết mục mang âm hưởng truyền thống kết hợp nét hiện đại, pha trộn những nét đặc sắc văn hóa hai nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Việt Nam Ấn Độ. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết: năm nay Việt Nam Ấn Độ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và với mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước, tôi nghĩ đây sẽ là năm của tình hữu nghị Việt Nam Ấn Độ. Theo chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, sự hợp tác với ASEAN nói chung và với Việt Nam nói riêng là một phần quan trọng trong cách tiếp cận kinh tế của Ấn Độ trong khu vực này. Sự nâng cao quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thành đối tác chiến lược toàn diện là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mong muốn của các nhà lãnh đạo chính trị nhằm tạo ra sự hợp tác mạnh mẽ hơn vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của khu vực.